Trên bản đồ du lịch Việt Nam, Nam Định có lẽ chưa gây được nhiều sự chú ý đối với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Song thực tế, miền đất này lại tiềm ẩn những giá trị giàu triển vọng và đang rất khao khát nhận được sự quan tâm đầu tư phát triển xứng tầm. Một chuyến du ngoạn nhỏ vòng quanh Nam Định bằng xe đạp sẽ đem đến cho chúng ta nhiều khám phá mới mẻ, đầy thú vị, cũng như những ấn tượng đẹp về miền đất và con người nơi đây. Cách Hà Nội khoảng 2 giờ ô tô chạy từ trung tâm thành phố Nam Định, hành trình khảo sát của chúng tôi bắt đầu từ việc làm quen với những chiếc xe đạp và tinh thần hành động vì môi trường xanh sạch đẹp. Rất lâu rồi thì mình không sử dụng xe đạp, nhưng mà hôm nay thì vô cùng đặc biệt khi mình sử dụng chiếc xe này cùng với cả một chuyến hành trình vòng quanh thành phố Nam Định. Và đặc biệt trong chuyến hành trình này thì tất cả các anh chị đều hưởng một phong trào, đấy là không xả rác thải ra môi trường. Sau ít phút đạp xe thì mình cũng đã đến điểm đến đầu tiên, đó là làng rối nước Hồng Quang. Và thực sự thì mình đã xem rối rất là nhiều, nhưng mà cách thức để làm ra con rối thì như thế nào thì hôm nay mình vô cùng háo hức. Khi chuyển nơi thường thì em chỉ được nhìn những con rối này lung linh với ánh đèn, nhưng hôm nay với một cái khoảng cách rất gần như thế này thì em thấy nó là vô cùng thú vị. Nó thú vị bởi vì là nó được tạo ra bởi những cái người nghệ sĩ, nghệ nhân rất là bình thường ở làng quê để tạo ra những con rối này, nó mang hồn Việt. Em thấy ở trên sân khấu thì chú Tễu nào hình như cũng có màu trắng như này anh ạ. Đúng rồi, chú Tễu trong nhân vật chú là người gọi là cởi trần cho nên có màu trắng. Trong các tiết mục múa rối thì có rất nhiều các cái màu khác nhau của sơn mài như được làm rất là công phu để là đưa cái sản phẩm mình khi lên sân khấu dưới ánh đèn nó có sự long lanh. Ở trên thế giới này có rất nhiều các sơn, loại sơn màu khác nhau, nhưng mà riêng ở Việt Nam chúng tôi và ở làng nghề mới có cái sơn truyền thống, đó là sơn mài mà từ ông cha đã để lại hàng trăm năm nay. Anh ơi, thì cái loại gỗ này thì có thấm nước không anh? Có chứ, đã là gỗ thì gỗ nào chả thấm nước em. À. Nhưng mà qua các lớp sơn, qua các công đoạn thì con rối trở lên là được bảo vệ với những cái lớp sơn này rất là bền. Mà đặc biệt là nó ngâm trong nước suốt mà nó lâu hỏng. Đó chính là niềm tự hào của quê anh đã tạo ra những con rối đưa biểu diễn ở tất cả các địa phương hoặc các phường rối trên cả nước. Con rối rồng đúng không ạ? Ừ đúng rồi em. Con rồng này là nó được do là anh thiết kế lên. Thì những cái khớp của những con rồng này là nó được gắn với nhau này, rất là linh hoạt này. Thì đến khi là diễn thì con rồng này thì nó lên phim ảnh, lên hình ảnh thì nó như thật. Thế khiến cho khán giả xem, người xem cảm thấy là như con rồng thật ở ngoài đời sống. Đấy. Thế nên là trông nó rất là sinh động và thú vị đúng không em? Ừ đúng rồi em. Công ty du lịch thành phố Hà Nội về thăm quê hương thôn Vạn Thành. Đoàn nghệ thuật múa rối nước cổ truyền thôn Vạn Thành, xã Hồng Quang xin phép được bắt đầu. Rối nước Nam Chấn, làng rạch Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định đã nổi tiếng từ rất lâu đời. Trải qua thăng trầm, rối nước ở đây vẫn sống động trong mỗi tích trò, bởi người dân luôn ý thức được giữ gìn,
phát huy loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của cha ông truyền lại. Đến đây, du khách vừa có thể tiếp cận với cả ngàn con rối khác nhau, lại vừa có thể thưởng thức hàng chục tích trò xưa như múa công, cáo bát vịt, câu ếch, dệt vải, xay thóc giã gạo, đánh đu hay là đua thuyền. Lại vừa có thể trải nghiệm cùng đam mê với các nghệ nhân trong làng, nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo thêm các tích trò mới đặc sắc và hấp dẫn. Nhắc đến du lịch làng nghề thì có thể nói Nam Định là một trong những địa phương có sự tập trung khá cao những địa danh cũng như sự độc đáo của các làng nghề nổi tiếng như làng nghề dệt tơ lụa cổ chất, làng nghề nón lá Nghĩa Châu, làng nghề đúc đồng Ý Yên, làng cây cảnh Vị Khê hay là làng nước mắm Sa Châu, vân vân. Và phạm pháo với nghề sửa chữa, chế tác kèn đồng thì cũng là một trong những số đó. Em với gia đình nhà mình làm nghề được từ bao lâu? Em làm nghề từ đời ông nội con, cách đây tầm 80 năm. Còn đến đời cháu là thứ tư rồi. Còn bây giờ là đã sang đời thứ năm. Đấy là mà đời cháu, mấy ông cháu kia là đời thứ năm. Kèn này đặc biệt là không có nốt bấm mà tất cả không có nốt bấm mà phải dùng lưỡi và môi để điều khiển âm tiết. Không những nổi tiếng trong khắp cả nước với những chiếc kèn đồng, làng Phạm Pháo ở Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định còn được biết đến với nghề chạm khắc đổ gỗ mỹ nghệ truyền thống. Chào các chị ạ. Em ở bên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Jenny ạ. Hôm nay đến thăm làng nghề của mình. Cho em hỏi là mình làm cái nghề này lâu chưa? Em làm đây 5 năm rồi. Ở khu vực này á, mình đã làm cái nghề này thì lâu đời chưa ấy. Nếu mà nghề này thì mới chục năm rồi. Rời các xưởng kèn đồng và đồ gỗ mỹ nghệ, đoàn du ngoạn chúng tôi tiếp tục đến với nhà thờ giáo xứ Phạm Pháo, một công trình kiến trúc tôn giáo mang phong cách châu Âu khá điển hình. Tuy có vẻ bề ngoài châu Âu kinh điển, nhưng cấu trúc mái và khung chịu lực bên trong nhà thờ giáo xứ Phạm Pháo lại mang những đặc điểm rất truyền thống ở Việt Nam. Như chúng ta đều thấy, từ lớp gạch ngói nung vẩy rồng cho tới hệ thống cột kèo, xà dầm chịu lực của nhà thờ này đều được thiết kế theo kiểu cấu trúc nhà giường cột phổ biến ở nước ta.
Tới Nam Định, chúng ta còn có thể đến thăm rất nhiều công trình tôn giáo, và đặc biệt là các nhà thờ về cấu trúc đa dạng và độc đáo. Những công trình này không chỉ thể hiện phong cách kiến trúc phương Tây, mà còn mang nhiều nét giao thoa hội nhập đầy thú vị với kiến trúc cổ Việt Nam. Theo mình được biết thì từ xa xưa cư dân nơi đây đã lấy đạo Mẫu làm trung tâm của đời sống tín ngưỡng. Cho nên đến nay, sự giao thoa của đời sống tín ngưỡng ở đây rất hài hòa. Các bạn có thể thấy trong các ngôi chùa thì có một số nét kiến trúc mang hơi hướng của nhà thờ. Và ngược lại thì đây là một nhà thờ nhưng mà lại có một số nét mang hơi hướng của đình đền chùa Việt Nam. Các công trình tín ngưỡng thì bao giờ cũng để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với tâm trí mỗi người. Và chắc hẳn ai đến với nhà thờ Đổ bên bãi biển Hải Lý thì sẽ có cảm xúc như tôi lúc này. Những gì đó thật sáo động, thật chơi vơi, với đầy sự nuối tiếc trước sự bào mòn của thời gian cùng với những tác động đầy khắc nghiệt của sự biến đổi khí hậu. Chia tay với nhà thờ Đổ Hải Lý, khép lại một ngày tham quan những làng nghề và công trình tín ngưỡng, chúng ta sẽ trở về nghỉ ngơi tại Đông Biên, một con phố cổ nhỏ bé ở trung tâm huyện Hải Hậu, Nam Định. Được xây dựng vào những năm 1928, hiện nay Đông Biên còn giữ lại được gần 20 ngôi nhà cổ 2 tầng, với tường dày, mái thấp, lợp ngói vảy rồng và đặc biệt là một không gian sống khá thanh tịnh, yên bình. Đây là món đặc sản của Nam Định và món nem nắm. Mọi người cuốn cái đệm trắng trắng với gia vị người ta cuốn như là tái thỏ. Xin chào. Thật là thú vị khi trong một buổi sáng mình được đạp xe tại các đường làng ngõ xóm của xã Hải Hậu. Và thú vị hơn nữa là các con đường ở đây rất là phong quang, sạch đẹp, không khí thì lại trong lành. Cổ kính, mộc mạc mà thanh nhã. Cây cầu ngói trên 500 tuổi này ở Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định được biết đến là một trong ba cây cầu cổ đẹp nhất Việt Nam vẫn còn lưu giữ lại cho đến nay. Được gọi là Thượng Gia Hạ Trì, trên là nhà, dưới là sông nước. Cây cầu đã được những người thợ tài hoa xưa kia tạo tác lên, làm thành dáng uốn cong, mềm mại đẹp tựa rồng bay.
Trải qua ba thăng trầm, tới nay cây cầu vẫn soi bóng đầy thơ mộng, yên bình bên dòng sông, thật xứng danh là một trong những công trình kiến trúc đặc sắc nhất từng đi vào thi ca, cầu Nam Chùa Bắc Đình Đoài của Trấn Sơn Nam Hạ xưa. Vườn quốc gia Sơn Thủy là một vùng bãi bồi rộng tới 7.100 hecta, nằm ở phía nam cửa sông Hồng, thuộc tỉnh Nam Định. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu vực ven biển liên tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng. Phù sa màu mỡ của con sông và dòng chảy trên biển đã tạo dựng nên khu đất ngập nước này với nhiều loài động thực vật hoang dã và các loài chim di cư quý hiếm. Với các mục tiêu và hoạt động nhằm đến việc bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước điển hình, đặc biệt là các loài thủy sinh và chim nước, chim di trú, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho dân cư địa phương. Hiện nay, vườn quốc gia Xuân Thủy đang ngày càng thu hút sự quan tâm tới thăm của đông đảo du khách. Chuyến đi này mới lần đầu nên cảm thấy rất là thú vị. Cảm ơn em. Đây cũng là một trong những cái điểm rất là tiềm năng của Nam Định và chị cũng mong muốn là sẽ kết nối được giữa Ninh Bình, Hạ Long. Thì Nam Định nằm ở giữa Hạ Long và Ninh Bình là hai trung tâm du lịch rất là lớn về tài nguyên thiên nhiên. Và khi mà khách qua Nam Định thì sẽ được trải nghiệm về những cái văn hóa, những cái nét đẹp của người dân, của con người. Rất là thú vị và cũng mong muốn là tạo ra những cái sản phẩm mới hấp dẫn cho du lịch Việt Nam ngày càng đa dạng và phong phú. Cảm ơn chị. Chị ơi, trong qua cái chuyến đi này thì em cảm nhận là không khí ở đây rất là trong lành, con người thì có một cái đời sống rất là lành sạch và đặc biệt là có cái cuộc sống rất là yên bình nữa. Nhất định là sau chuyến đi này em sẽ phải trở lại. Cảm ơn chị. Lại chắc là phải quay lại.